Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Đây là chương trình được phát sóng vào mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, nơi chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư và đặc biệt là những trang sách hay tới bạn. Bạn thân mến, có khi nào trên dòng đời tấp nập, bạn bỗng cảm thấy bản thân mình trống rỗng và mệt mỏi đến lạ kỳ? Xe cộ thì quá ồn ào, khách hàng thì quá khó tính, cửa hàng thì quá đông người, thành phố thì quá bụi bặm, thời tiết thì thất thường. Bản thân mình thì lại quá bé nhỏ, quá vô dụng, không thể làm gì để thoát khỏi những bức bối ấy. Đã vậy, mình không làm được chuyện gì nên hồn, rất mệt mỏi, rất tuyệt vọng, nhưng lại không biết chia sẻ nỗi buồn ấy với ai. Bạn chợt nhớ ra rằng, đã từ bao lâu rồi bạn không còn muốn chia sẻ những lời từ tận đáy lòng với người khác. Thậm chí đối với chính bạn bè thân thiết của mình cũng có những câu chuyện không dám chia sẻ hết lòng. Trước kia, trên đường nhìn thấy một đóa hoa dại xinh đẹp, bạn sẽ tiện tay chụp lại, gửi cho cô bạn thân khoe. Nấu được bữa cơm ngon, sẽ muốn chụp lại, gửi khoe với mẹ, để mẹ biết hôm nay mình ăn những gì. Trước kia, mỗi lần đi chơi đều hào hứng chụp ảnh cùng hội bạn, háo hức đăng lên mạng xã hội, chờ mọi người bình luận khen ngợi. Nhưng cũng không biết từ khi nào, những hành động ấy bỗng chẳng còn thú vị nữa. Bởi vì đã có một khoảng thời gian chúng ta nói, chúng ta giải bày mà chẳng ai nghe. Cũng phải thôi, vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những lo toan và bận rộn, cũng có những nỗi lòng riêng mà họ trăn trở. Chẳng có ai đủ kiên nhẫn để dừng lại nghe những lời đau đớn trong lòng bạn cả. Nhưng cũng không thể trách người ta được, nên mình chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Một ngày làm việc mệt mỏi khiến bạn chỉ muốn mặc kệ tất cả, chỉ muốn dành cho bản thân ít phút yên tĩnh nghỉ ngơi. Bạn cũng bắt đầu tránh né những tâm sự của người khác, bởi vì chính bản thân bạn cũng quá đủ mệt mỏi và lo nghĩ rồi. Bạn bỗng phát hiện ra xã hội thực ra không đẹp đẽ như mình vẫn luôn mong chờ. Có những người sẵn sàng chèn ép mình, có những người đố kỵ mình, thậm chí có những người tuy ngoài mặt nói cười với mình, nhưng lại âm thầm nói xấu sau lưng. Áp lực từ cuộc sống cùng với những mảnh vỡ thực tế đó khiến một người đang chập chững tập lớn như chúng ta muốn thu mình lại để tự bảo vệ bản thân mình khỏi những đau khổ đó. Và thế là, một cách vô tình, ta dần khép cánh cửa trái tim mình lại. Cứ như vậy, những người thấu hiểu ta ngày càng ít, những người mà ta có thể tin tưởng tâm sự cuối cùng cũng chỉ còn một hai người. Lâu dần cũng không còn muốn làm phiền người khác nữa, nên bao khó khăn tuổi hơn đều giấu kín trong lòng, tự mình gánh vác. Sự mệt mỏi đó chính là trưởng thành. Ai đó đã từng nói rằng con người ta càng lớn càng cảm thấy cô đơn. Thực sự đúng là như vậy. Khi còn nhỏ, chúng ta chỉ muốn được lớn lên thật nhanh. Chúng ta háo hức chạy về phía thế giới người lớn để được làm theo ý mình thích và thôi không bị sai khiến, không bị trách móc mắng mỏ nữa. Ấy vậy mà khi lớn lên rồi, khi được làm những thứ mình thích rồi, được lên giọng nói lại những đứa trẻ con như mình ngày xưa, nhưng sao người lớn vẫn không vui, người lớn hay cáu gắt, giận dữ, người lớn mệt mỏi với chính ước mơ thuở nhỏ của mình. Những giây phút ấy, mình chỉ muốn bé lại để lăn vào lòng mẹ, để lại bị rầy la, để được khóc thét lên, được cười thỏa thích mà chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì. Ngày trước cứ nghĩ rằng lớn lên sẽ thích lắm, muốn làm gì cũng được, không ai quản. Đúng là như vậy, nhưng đó là cái giá phải trả cho sự cô đơn. Để mua được sự trưởng thành, cái giá mà bạn bỏ ra chưa bao giờ là rẻ cả. Cũng có thể chính vì cái giá quá đắt đỏ ấy mà nhiều người không dám bỏ công sức ra để mua. Họ chấp nhận sống né tránh, chấp nhận hòa mình với mọi sự bình yên để không phải trải qua những chuỗi ngày dài cô đơn và đau đớn. Nhưng mà bạn à, đôi khi chấp nhận cô đơn và tận hưởng mọi thứ một mình cũng là điều thú vị.
Bởi vì một người nếu không biết cách tự hòa hợp với chính mình, không yêu thương và trân trọng mọi khoảnh khắc của bản thân, vậy thì nhất định cũng sẽ khó lòng mà hòa hợp với những người xung quanh. Thực ra ở một mình cũng không đáng sợ đến như vậy. Có những lúc ở một mình là cách để chúng ta thấu hiểu bản thân hơn, để chữa lành chính mình. Thay vì cố gắng xua đuổi kỳ thị chúng, sao chúng ta không thử chọn cách dung hòa nỗi cô đơn với những tất bật mệt nhoài trong cuộc sống nhộn nhịp của mình? Dẫu rằng chúng ta vẫn phải làm việc, vẫn lao mình vào công việc bằng tất cả nhiệt huyết, vẫn thấy lạc lõng như ngã tư đông người, hãy để bản thân thật thà hơn với cảm xúc của mình. Hãy cứ khóc lúc bất ổn, im lặng lúc lạc lõng, và để nỗi cô đơn thủ thỉ với tâm can, rằng đâu mới là điều bản thân thật sự mong muốn, để yêu thêm những lúc có bạn bè, có gia đình kề bên. Chẳng ai bắt chúng ta phải cố tỏ ra mạnh mẽ cả, vì chúng ta đã mạnh mẽ quá lâu rồi, nên bây giờ mới cần dành cho bản thân một khoảng lặng. Đời người có ai mà không trải qua ít nhất một lần cảm giác cô đơn? Điều quan trọng là cách chúng ta kết bạn với cô đơn. Phải cô đơn ta mới hiểu mỗi con người là một bản thể khác biệt, không thể tránh khỏi sự cô đơn và luôn phải tự mình bước đi từng bước trên con đường đầy chông gai phía trước mặt. Hãy cứ chấp nhận mình cô đơn, đừng che giấu chúng bằng nụ cười gượng gạo, để đêm về lại thao thức lặng nhìn danh sách bạn bè dài bất tận nhưng lại không biết tâm sự với ai, để rồi ôm trọn vào lòng nỗi cô đơn riêng mình mà mệt mỏi gục đầu bên ô cửa. Cố gắng phủ nhận nó chỉ khiến cho ta ngày càng chìm sâu vào khoảng trống vô vọng của riêng mình. Hãy học cách làm bạn với cô đơn và tạo cho mình những khoảng lặng riêng trong cuộc sống vội vã và ồn ào này, để trong yên lặng ta nhìn thấy cuộc đời sáng rõ và nghe thấy từng âm thanh ý nghĩa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đơn thực ra cũng là khả năng sống trọn vẹn và sâu sắc hơn với cuộc đời, sống tràn đầy hơn những giây phút bên nhau và không mất phương hướng khi chỉ có một mình. Cô đơn là để trưởng thành. Nhà văn Lư Tư Hạo đã từng viết: một phần của trưởng thành chính là bạn không ngừng nói lời tạm biệt với những điều thân quen, không ngừng chia xa những người thân thuộc, làm những việc trước nay chưa từng làm, yêu một người dù có thể sẽ chẳng đi đến đâu. Một số chuyện không làm thì khó chịu trong lòng, làm rồi lại thấy bản thân thật ngốc nghếch. Rất lâu sau này tôi mới hiểu, trưởng thành chính là việc có thể dần dần chấp nhận dáng vẻ vốn có của mình, có thể chung sống tốt hơn với một cái tôi cô đơn, một cái tôi mất phương hướng, và cả một cái tôi thất bại, chấp nhận, sau đó đối mặt với nó. Bất luận sau này gặp gỡ ai, cuộc sống luôn bắt đầu từ việc gặp gỡ chính bản thân mình. Bạn thân mến, cuộc đời này không hề dễ dàng gì cả. Luôn luôn là thăng trầm, có lúc bạn sẽ có cả thế giới trong tay và một ngày may mắn lạ lùng, bạn nghĩ như vậy. Có khi bạn ở vực sâu mà nhìn lên trời, nghĩ rằng chuyện cũng chỉ có thể tệ đến thế này thôi, mà rồi nó còn tệ hơn. Trưởng thành và cô đơn dường như bao giờ cũng gắn liền với nhau. Cô đơn theo một chiều hướng tích cực để giúp chúng ta vượt qua cảm giác chênh vênh trong cuộc sống dễ dàng hơn. Đối với những người trưởng thành thì nỗi cô đơn được xem là một điều vô cùng đẹp đẽ. Vì vậy, dù cuộc sống có ra sao, hãy bình tâm và kiên cường bạn nhé. Bởi vì ngày mai, trời nhất định sẽ sáng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe radio ngày hôm nay. Chúc bạn có một ngày an lành và hẹn gặp lại bạn trong những số radio tiếp theo.